Trời trời trời, ủa gì vậy? Ủa lạ trẹn. Cận lại Caramel thôi. Nhìn phụ dân coi con gì mà dữ vậy. Ôi đã rồi. Ảnh đầu ngon quá, có một cái không dính, cái này không biết dính làm sao đâu. Ui nó lại đậm đậy nữa nè, ui lên tim bận bận luôn. Ngon rồi ngon rồi, chỉ quái. Đúng rồi, u là chèn nè. Vậy. Đẹp quá. Mừng. Đúng là cá trong gừng. Có gì mà vô trong phòng thôi. Cho em ấy vô thùng rồi mình sẵn còn ở dưới này nè. Dẹt đặt lại. Ngon nha. Bỏ vô rồi đặt đi tiếp. Thấy ngon à, chỗ nào cũng quá ấm luôn. Ủa cái gì vậy ta, nữa rồi nhúng dít nữa rồi, bực bực luôn. Có con cá sặc nó nổi lên màu trắng tươi. Ý có, có bảo đảm luôn mà không biết cái gì. Ủa má ơi, đen thù lù. Ủa, cái gì cái gì cái gì, đã lên. Đã nha, chỗ này ấm dữ vậy ta. Lớn gì nè. Nè, ổn ảnh. Ý, cái máy vô mấy bữa rồi. Cái đuôi nè, thân nè. Tính vô đây chơi với con cua. Sụt lui lại hằng ngày, cá bự cơ mà. Để đây nè. Giờ muốn bệnh à. Ê, phụ nữ mà ngồi nước quá. Ý, ở đây ngồi không được, ở dưới là bệnh một lớp
cây lá. Cá lóc, không phải cái dày như lúc đầu mình nhìn đâu. Cái đuôi nè, vô lâu rồi. Nói nha, là hai em lóc một em dày, còn lâu nữa. Đặt cái chỗ này ấm quá rồi mình đi tiếp thôi. Vô. Ui. Ê. Cho em ấy lên vai luôn. Ê. Chỗ này lục bình khá nhiều nè. Cá phi nổi lên. Rồi. Hai giống lòi. Nè. Cá phi này mới ngủm. Còn sử dụng được. Lại là một em cá dày. Để coi. Mình đứng cho vững nó bắt đầu cho em ấy vô thùng tại đây luôn. Ú. Không còn sử dụng được. Mới ngủm nè. Em cá dày này. Ú ù. Vô thùng. Đặt lại cái chỗ này ấm ơi là ấm. Còn nữa nha, thăm tiếp tục. Bịp bịp kêu chiều. Đi buổi sáng mà nghe bịp bịp kêu thì nó bịp bịp kêu chiều. Ôi. Đợi luôn kìa. Chuyện gì xảy ra vậy? Nè, mình dẹp. Dẹp cho cả nhà mình coi. Chứ đâu có thấy. Đó. Nguyên kiện đợi luôn. Thôi hợp. Ở đây là có thể dính luôn nha. Anh chế cá dày. Cá dày. Hôm nay chúng cá dày go. Đi lên. Cái chỗ này hổm lắm. Lại xích đây. Hai em luôn. Một bự một nhỏ. Ngon. Hồi nãy giờ á, 3-4 con cá dày. Bự ngon ú. Ê, sao vậy cưng? Nhỏ mà ngon nha. Trời, đặt lại chỗ đó thôi. Mấy cái vừa rồi á là cá sạch. Dạo gần đây cá sạch nhiều lắm. Dân mới cho vô thùng. Còn ít ít. Để lại trên. Trời ơi, nó đổi cái đỡ kìa. Ụt có chấm luôn. Trời. Ủa gì vậy? Bình tĩnh. Đừng la lớn. Trong rừng chứ. La lớn không nên. Thấy sợ không cả nhà? Dân là phụ nữ thấy mấy cái cảnh này hổng quản mới là lạ đó. Đâu phải là phụ nam đâu mà cứng rắn. Ồ, ui lạ trẹn. Cận lại caramel thôi. Nhìn phụ dân coi con gì mà dữ vậy. Lâu lắm rồi không gặp thủy quái. Không lẽ là thủy quái hôm nay xuất hiện ven rừng. Cỏ như vậy nhưng mà trong mất trống phật. Ở đây mà không có cỏ là tha lờ đi luôn rồi. Gì? Gung như vậy. Dở lên. Lấy bình tĩnh. Thôi thêm kìa. Ôi ra nhút rừng. Ui lạ trẹn. Nó dạng kìa. Có gì bỏ chạy tận kịp. Ôi trời ơi, nó đen dữ vậy, rắn hả? Rồi, nó đã rồi. Biết rồi.
trời ngon rồi. Mình nhìn rõ không? Đi lên bờ nhìn mới rõ hơn nữa. Lâu lắm rồi thủy quái mới xuất hiện. Cái đầu đen thui. Thủy quái xuất hiện trong rừng. Khủng thật là khủng luôn. Đi ngang nè. Nó dạng hồi nãy xém hết hồn bỏ chạy, nhưng mình cố gắng lấy lại bình tĩnh, là phụ nữ mà. Lần đầu tiên luôn là cá lóc xuất hiện trong gian rừng đầu năm. Đầu năm tới giờ con này là khủng nhất. Từ hôm Tết tới giờ là dân khai trương rồi mới bắt gặp chạm trán với em cá lóc khủng gian rừng. Ảnh quá đã, nhẹ nhàng dài đen lực lưỡng. Cái này là anh rồi, này là thuộc dạng anh chị. Hồi nãy ở dưới nước á, xém quảng hòn với em khủng này. Không biết là trong camera cả nhà có nhìn thấy là anh ấy lôi cái lờ không? Không có cỏ là lôi đi mất rồi đó. Ở dưới chống phọc, ở trên bệnh cỏ vậy đó. Nên cá bự hàng khủng. Còn chú mụ đầu năm nay á, thì em này là khủng nhất dân chạm trán nè. Vô trúng rồi đó. Đây, đây, cả nhà ơi. Chút xíu đổ vào gỗ sau, còn lờ nữa, thăm hết đi. Vô. Cái dày, cái hôm nay cái dày bộn mà cái lóc khủng là mừng rồi đó. Cái sạch là cho để lại chưa, đặt lại cái lệnh nè. Dần tới cái cuối cùng, mấy cái nãy giờ á còn toàn là cái sạch. Ý ý đây. Không có, đặt lại, lấy cái gỗ đổ ra cho cả nhà coi cái gỗ mình treo xe kìa. Này trúng nè. Túi như trái chuối, thăm luồn lờ xong á thì trúng, đổ ra cho cả nhà coi sao. Giờ uống miếng nước trà thảo mộc ổi để cho mát mẻ cơ thể. Này là thanh lọc cơ thể nha, có hoa đồ đủ các thứ. Uống cái kìa. Cái túi này á mình không có lấy ra được rồi. Coi tạm trong đây đi. Trong đây nhiều thành phần lắm. Đây là trà thảo mộc làm nhà. Hên á, đem theo em ấy á. Thôi là hết đi nổi. Dạo này sức khỏe xuống lắm. Đầy một gỗ cá ngon. Đặc biệt có một em khủng đầu năm tới giờ mới chạm trán á. Đại diện hai em. Cái giày hôm nay cũng nhiều. Cái em khủng này nè, hồi nãy muốn lôi cái lờ đi luôn á. Hên có cỏ xung quanh, nhưng mà ở dưới trống thọc à. Em giữ vậy. Nè. Ngon. Đen thùi lùi à. Uống miếng trà thảo mộc mới vừa xong mà còn làm không lợi mấy em này. Này ngon cực kỳ. Giờ mình sẽ cho lần lượt vô trong thùng. Cho em bự này vô trước. Đầu năm tới giờ mới chạm trán hàng khủng như vậy á,
1 2 Ồ ngon à. 3 em cá lóc. Có một hàng khủng đầu năm tới giờ mới gặp. 3 em cá lóc này ha. Ui em cái giày này bự nè. 1 2 3 4 Hồi nãy đó là 4 em cá lóc và 4 em cá dày. Ôi tổng cộng gần 10 em. Còn em cá phi này mình cũng sử dụng được thôi, đem về. Thành quả hôm nay thật là may mắn. Cái luồng lời của mình là chạm trán với cá lóc khủng đầu năm tới giờ mới gặp. Nãy cả nhà nhìn thấy không? Mới vừa xuống nó nhịp múc lôi cái lời đi luôn á. Quả xá hàm mê dữ lắm luôn. Mình sẽ kiếm thêm nhiều chỗ trong gian gừng này đặt ở dưới trống phập à, ở trên cỏ vậy đó. Cá khủng lương mình nghĩ là chú còn á, neo lại rồi vậy là kiếm đặt thêm, kiếm ăn lâu lâu á là tranh thủ đi thăm. Đến đây thì Thanh Vân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm luồng lờ gian gừng hôm nay, chạm trán đầu năm dưới cá khủng tổng cộng là 20 cái á. Dạ, Thanh Vân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.